Đây là trái ác quỷ Meramerranomi mà Ace đã ăn. Bước sang ngày thứ 5 thì Ace của mình đã lên được 8 sao rồi, nhưng level mới đạt có 140 mà thôi. Bây giờ thì mình sẽ nâng cấp lên 150, và để nâng cấp lên 180 thì mình còn thiếu rất là nhiều tài nguyên nữa anh em nhá. Và với 8 sao level 150 như thế này thì vẫn chưa thể nào mà gọi là mạnh được. Nên là mình sẽ quyết tâm đi tìm kiếm trái ác quỷ Meramerranomi để cho Ace Cerberus có thể mạnh mẽ hơn anh em nhá. Mình đã vào hoạt động, sau đó vào phần trái ác quỷ. Ở vòng quay su ác quỷ này thì mình đã tích lũy được 100 cái xu rồi. Và bây giờ thì mình sẽ quay luôn anh em nhá. Với pha X10 đầu tiên để mình xem là được trái ác quỷ gì đây. Mình chỉ được một vài tinh chất ác quỷ chung cũng như là tinh chất ác quỷ sơ mà thôi, vẫn chưa có mảnh trái ác quỷ nào để có thể là ghép thành một trái ác quỷ xịn sò con bò anh em ạ. Phải 10 thứ hai để xem là được trái ác quỷ nào không anh em ơi. Ồ, mình được 57 trái ác quỷ cà tím Banenomi anh em nhé. Tiếp tục phải 10 thứ ba xem là trái ác quỷ gì anh em ơi. Lần này thì không có mảnh trái ác quỷ nào cả, quá buồn luôn đi. Phải 10 thứ tư, trời ơi, cũng tương tự như X10 lần thứ ba luôn anh em ạ, không được cái gì luôn. Và pha X10 thứ 5 thì mình đã có thêm được một mảnh trái ác quỷ Jojonomi này, Banenomi và Hobinomi, nhưng mấy trái ác quỷ này chỉ là bậc A mà thôi, có duy nhất cái này là bậc S nhưng mà chỉ được một mảnh anh em nhá. Tiếp tục là mình quay X10 lần thứ 5. Ồ, lần này là được một mảnh trái ác quỷ bậc S, đó chính là Baribarinomi. Lần này thì được cái gì đây anh em ơi? Ủa, cũng được khá khá đây anh em ạ. Tiếp tục phát nữa xem nào. Trời ơi, nó chỉ là được mảnh thôi nha. Rất khó để cho chúng ta có thể sở hữu thành một trái nguyên vẹn bậc thực sự luôn anh em ạ. Không thể tin được. Và mình chợt nhận ra rằng đây chỉ là cái xu thường thôi. Để kiếm được trái ác quỷ Meramerranomi thì mình phải chuyển sang cái phần quay đặc biệt và tìm kiếm cái trái ác quỷ SS này thì mới được cơ. Nhưng mà cái xu này thì hiện tại là mình chưa có được một cái xu nào cả. Quá là thất vọng luôn đi. Thế là mình không thể nào mà sở hữu được trái Meramerranomi cho Ace trong ngày hôm nay rồi. Mình vào check thư hệ thống một tí thì nhận thêm được một số cái phần thưởng, có 5 thùng bia và 40 khẩu pháo hủy diệt. Đặc biệt là mình có thêm 15 trái ác quỷ anh em nhá. Như vậy là trái ác quỷ của mình bây giờ đã có 70 trái, chỉ còn thiếu đúng 10 trái nữa thôi là mình có một cuốn trục L2 và sở hữu cho mình là một vị tướng cực kỳ hiếm. Tiếp tục hôm nay điểm danh thì mình có thêm 150 kim cương và bắn boss Akainu được 2 phát thì mình sẽ có thêm 600 kim cương nữa anh em nhé. 5 cốc bia vàng, hy vọng lần này là 5 thùng bia đi, cho nó tuyệt vời luôn, nhưng mà lại là 5 cốc bia vàng. Nhưng dù sao thì mình cũng đã tích lũy được 5.000 kim cương rồi anh em ạ. Mình tiếp tục là vào shop Akainu và mua 5 túi kim cương nữa anh em nhé. Với 5 túi này thì mình mở ra xem được bao nhiêu kim cương anh em ơi. Và bây giờ mình vào túi để mở luôn anh em nhé. Và không biết là bao nhiêu kim cương đây. Trời ơi, 5.000, 1.000, 6.000 kim cương. Thế là tuyệt vời đấy anh em ạ. Với 6.000 kim cương đó thì mình đã nâng tổng số kim cương của mình lên 11.000 rồi. Và như anh em có thể nhìn thấy là 11.000 kim cương đấy mình hoàn toàn có thể tiêu 4.000 kim cương cho cuốn trục L1 vào ngày thứ 6 và 5.000 kim cương cho cuốn trục L2 vào ngày thứ 7. Thì tổng cộng mình mới tiêu chỉ có 9.000 kim cương thôi và vẫn còn dư được 2.000 kim cương nữa anh em nhá. Với việc dư 2.000 kim cương đấy thì mình đã vào luôn phần lễ hội One Piece, vào trong cái phần dương kim cương của mình đã mua luôn lấy 40 cốc bia vàng và 25 khúc thịt anh em nhá. À đâu, nhân 2 lên thì phải là 50 khúc thịt anh em. Và 9.000 kim cương này chắc chắn là mình sẽ để dành lại vào ngày mai và ngày mốt rồi. Giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tặng thịt cho mấy ông thần tài này anh em ơi, để kiếm thêm thùng bia cũng như là cốc bia vàng nha. Ui trời ơi, nó lại ra nước mắt mới đau anh em ạ. Sau đấy thì mình vào huyết tế để làm rộng bớt túi đồ của mình đi. Và mình thử vận may đầu ngày với hệ chính xác 10 thùng bia anh em nhá. Có Ace Brothers hay không đây? Trời ơi, câu trả lời là méo. Chuyển sang cốc bia vàng thì hiện tại mình có 87 cốc và mình chiêu mộ ngay lập tức 70 cốc đã trôi qua. Còn 17 cốc nữa thì mình đang bị chặt túi đồ, chưa chiêu mộ được tiếp anh em nhá. Để mình xem có tướng nào xịn sò con bò ở đây hay không nào. Tiếp tục là mình sẽ đi huyết tế anh em ạ. Mấy con tướng 3 sao 4 sao thì mình sẽ huyết tế cho bằng hết để chống túi đồ đi, chẳng để làm gì cả anh em ơi. Cũng có rất nhiều vị tướng 4 sao mà mình sẽ huyết tế luôn nhá. Hy vọng rằng sẽ nhận thêm thành tựu và có thêm kim cương anh em ạ. Huyết tế xong thì mình sẽ vào chiêu mộ nốt 10 cốc bia vàng còn lại anh em nhá. Và mở luôn mảnh ở đây để xem được vị tướng 5 sao xịn sò con bò này không đi. Nhưng mà mình nhận thư thì cũng nhận lại được rất là nhiều phần thưởng, có 10 trái ác quỷ, 15 trái ác quỷ luôn anh em ơi. Một cái nón Sengoku, trời ơi, ngon lành cái nào luôn anh em ạ. Với cái nón Son Goku đấy thì mình sẽ vào tiếp tục với reset tường hiếm xem có ra được Yonko xanh hay không anh em nhá. Nhưng mà lại là Akainu. Tiếp theo sao nào? Oh my goodness, không thể tin được. Và bây giờ với 80 trái ác quỷ thì mình đã có thể sở hữu được một cuốn trục L2 đầu tiên trong đội hình của mình rồi. Và với cuốn trục L2 này thì mình sẽ rước về cho mình, đó chính là Tứ Hoàng Xanh anh em nhá. Tầm cực kỳ là lực luôn. Yes, quá là đẹp luôn đi. Và ngay lập tức mình đã vào để nâng cấp với chú xanh lên đến level 100 anh em nhá. Mình sẽ nâng cấp với chú xanh bởi vì mình biết là chú xanh cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Thêm một con pet có khả năng tấn công cho chú xanh oanh đấm nhiệt tình anh em nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào cây đầu thần để cho chú xanh cũng như là Ace hợp sức lại tiêu diệt hết cái bọn quái ở trong này đi anh em ơi. Và một đấm đến từ Ace Cerberus, không biết là kẻ địch có nằm xuống hay không. Wow, nằm xuống luôn anh em ạ. Hết sắc kill. Vậy thì để mình test thử sức mạnh của chú xanh xem như thế nào nha. Một chém đến từ chú xanh. Ui, chiến hạm bay ra và cái đấy cũng phải nằm xuống luôn anh em ạ. Hết sắc kill, sức mạnh cũng ngang cơ đấy. Ui, phải công nhận là Ace Brothers đúng cùng với cả Yonko xanh. Quá là bá đạo luôn đi. Trông ngầu đét anh em nhá. Và mình chợt nhớ ra nãy giờ đi chiêu mộ cốc bia vàng có thêm 61 khúc thịt. Bây giờ tặng thêm cho ông thần tài thì xem nữa ông ấy có cho mình cốc bia với cả thùng bia hay không đây. Có 10 thùng bia luôn anh em ạ. Tuyệt vời quá cụ ơi. Và mình thấy là chỉ cần 10 điểm nữa thôi là mình có thể mở được cái dương ở cái mốc
500 điểm, có thêm phần thưởng là 4 cái giường Acer Brut cũng như là 20 khẩu pháo hủy diệt anh em nhé. Mình sẽ tặng all in luôn này, 2 khúc thịt nữa. Nhưng mà mình vẫn thiếu 8 khúc thịt nữa cơ anh em ạ. Vậy thì chắc chắn là mình phải đi chiêu mộ X10 thêm một phát nữa rồi. Để xem nào. Ui giời ơi, Kizaru kìa. Tại sao không phải là Acer Brut vậy? Tiếp tục là bên cốc bia vàng, cho đi nốt 37 cốc bia anh em nhé. Và mình nhận được thêm thành tựu này anh em ơi. Trời, lại là một vị tướng 5 sao chứ không phải là kim cương. Tạm thời thì mình cứ dùng 10 sô-cô-la để mua thêm 20 slot đồ nữa anh em nhé. Với lại mình có 30 khẩu pháo hủy diệt thì bắn thêm được một phát nữa. Hy vọng rằng là có thùng bia nhưng nó lại là cốc bia vàng anh em ạ. Không ăn thua tí nào. Nhưng mà thôi, mình cứ mua thêm một túi kim cương nữa đi. Mình sẽ mở một túi kim cương này để xem được cái gì nào. 1000 bụi anh em ơi. Tiếp tục là mình sẽ chiêu mộ cốc bia vàng với 10 cốc bia vàng cuối cùng này anh em nhé. Nhưng mà không được vị tướng nào ngon cả anh em ơi. Cũng chưa nhận được thêm bất kỳ một cái cột mốc nào luôn. Mình chợt nhớ ra là ở trong cái phần thú cưng này chắc là vẫn còn lượt chiêu mộ đấy. Mình sẽ vào chiêu mộ nốt luôn, miễn phí một lượt và X10 thêm một lượt nữa. Để xem được con pet nào xịn sò hay không đây. Câu trả lời là không rồi. Và cũng không nhận được một cái cột mốc gì cả anh em ơi. Thôi thì mình tiếp tục đi huyết tế vậy. Biết đâu lại có thêm cái thành tựu gì đấy, nhận thêm kim cương thì ngon quá. Mình sẽ có thêm tài nguyên để mua thêm một số cái vật phẩm cần thiết. Nhưng mà huyết tế xong thì vẫn chưa nhận được bất kỳ một cái thành tựu nào cả. Nên là mình đã quyết định vào trong túi đồ để ghép mảnh anh em nhé. Ở đây mình có 450 mảnh này. Trời ơi, liệu rằng là có được vị tướng nào xịn sò hay không đây. Ui ôi, toàn gáp là gáp thôi anh em ạ. Đây nữa, tiếp tục nào, 150 mảnh này. Trời ơi, không thể tin được nhân phẩm của mình hôm nay lại đen như vậy anh em nhé. Ở bên mảnh hệ chính xác này thì sao đây? Trời ạ, thế thì này, mình phải ghép mảnh tướng bậc A thôi. Bởi vì là 4 sao thì mình sẽ có cơ hội để ghép lên tướng 5 sao, có thêm một chút tài nguyên anh em nhé. Và đúng là như vậy luôn, thành tựu của mình đã hoàn thành và có tận 800 kim cương liền anh em ạ. À ha, tuyệt vời luôn. Nhưng mà lúc nãy ghép mảnh xong thì chắc chắn là túi đồ của mình lại chật rồi. Mình sẽ tiếp tục là đi huyết tế để cho nó rộng bớt túi đồ anh em ơi. Tướng 3 sao thì mình không có, nhưng mà tướng 4 sao thì mình có vô vàn luôn. Mình sẽ huyết tế bằng hết nhé. Biết đâu sau khi huyết tế xong lại có một thành tựu nó được hoàn thành và nhận thêm được 700-800 kim cương nữa thì sao. Nhưng mà cuộc sống cũng như là mơ anh em ạ. Thành tựu đấy vẫn chưa có anh em ơi. Mình chợt nhớ ra là ở trong cái phòng quay thường này, nếu như mình hoàn thành được một cái nhiệm vụ thì có thể kiếm được 50 thùng bia bằng cách này anh em nhá. Nhưng với một điều kiện là mình phải hên cơ. Mình cần phải chiêu mộ được em tướng 5 sao ở trong cái vòng quay thường này. Thế cho nên là mình sẽ chiêu mộ luôn anh em nhá. Hy vọng rằng là có thể ra được vị tướng si ra luôn đi. Cố lên nào. Trời ơi, câu trả lời vẫn là chưa này. Lần thứ hai thì sao đây? Có ra được hay không nào? Trời đất, lần này vẫn chưa ra được anh em ạ. Mình sẽ mua thêm một cái xu nữa với 50 kim cương và để có thể X10 được một phát nữa. Hy vọng rằng là có thể ra được em tướng si ra ở trong này đi. Trời ơi, có không đây? Câu trả lời vẫn là chưa anh em nhá. Haha, rất chi là ảo ma Canada bởi vì lúc nãy mình đã quên nhận thưởng ngày năm anh em ạ. Giờ nhận xong thì mình có thêm 300 kim cương, nó 1000 bụi, 10 xu may mắn với cả 300 cái cỏ bún lá này. Và với 300 cỏ bún lá đấy thì mình hoàn toàn có thể sở hữu được thêm 5 thùng bia nữa. Tuyệt vời quá. 10 xu may mắn, biết đâu mình có thể sở hữu được vị tướng 5 sao trong cái vòng quay này thì sao? Để mình đạt được cái thành tựu nào. Please. Trời ơi, hình như là chưa có rồi. Nhưng thôi thì với 10 thùng bia kiếm được thì mình cũng đã có thể X10 thêm được một phát nữa bên hệ chính xác. Đấy, thế là mình có thể kiếm thêm một cột mốc nữa rồi đây này anh em ơi. Ai xì bà, 10 khẩu pháo hủy diệt, một cái nón Sengoku, 5 khúc thịt nữa rồi anh em nhá. Để mình xem liệu rằng có thể reset được ra tứ hoàng xanh hay không nào. Cái đồ mới đầu anh em ạ. Giờ nó bí quá, thế cho nên là mình quyết định vào làm nhiệm vụ thôi, nâng một lần kỹ năng bang đúng không? Cái này thì cũng rất là đơn giản thôi, mình sẽ nâng một kiếm sĩ để có thể chú xanh mạnh hơn anh em nhá. Làm xong nhiệm vụ này thì nó đến nhiệm vụ là sở hữu một thuyền viên ở cấp 140 thì mình cũng đã hoàn thành rồi. Vượt ải 87 cũng ok là. Giờ là mình phải đi vượt tháp nữa anh em ạ. Mình nhớ là dòng thời gian này thì chúng ta cũng sẽ có thể kiếm được thêm thùng bia này. Với cả mình chợt nhớ ra là mình chưa mở mảnh album anh em ạ. Thế cho nên là bây giờ mình sẽ mở luôn anh em nhé. Để mình xem là có thể mở full được hay không này. Mình sẽ ấn mở nhanh luôn. Và như vậy là đã hoàn thành mở ảnh rồi anh em ơi. Toàn đội của mình đã tăng thêm 64.000 máu, rất là tuyệt vời nha. Sau đó thì mình vào trong túi và mở thêm một số những cái túi belly. Những cái túi nào mà ít giờ thì mình sẽ mở trước nhé. 23 triệu rồi này. Tiếp tục lên là 30 triệu đây. 273k nữa. 8 giờ này thì hai túi là được 437k. 12 giờ thì sẽ được bao nhiêu? 328k anh em ạ. Tiếp tục là 20 khẩu pháo hủy diệt thì mình bắn Akainu thôi được 300 kim cương và 5 cốc bia vàng à. Shop Akainu thì mình sẽ tiếp tục mua thêm một túi kim cương nữa anh em nhé. Sau đấy thì mình lại tiếp tục là thử vận may này. Ui giời ơi, một túi belly kìa. Mình chợt nhớ ra là trong lễ hội One Piece mình có thể đổi một số cái vật phẩm mà mình quyết định là đổi lên 50 mảnh tướng lần 1 để mở ra xem được cái gì anh em nhá. Nào, để mình mở luôn đi, xem được tướng nào nào. Nì gì anh em ạ. Thôi, giờ mình bắt đầu phải nâng cấp cho Acer Brut rồi, chứ còn không hy vọng gì kiếm thêm được một chú xanh nữa đâu anh em ơi. Lên level 180 rồi thì mình tiếp tục vào trong đậu thần để có thể là đi vượt đến tầng 90 làm theo cái dòng nhiệm vụ đấy. Hy vọng rằng kiếm thêm được kim cương với cả thùng bia anh em nhá. Đây rồi, Acer Brut. Một nộ lên là team địch đã nảy nằm xuống luôn rồi anh em. Hisaki quá mạnh luôn đi. Để xem chú xanh ải sau có thể là có đất diễn hay không. Hay là Cerberus Ace cứ lao vào là đấm luôn thế này thì rất chi là ok mà.
À đúng rồi, mình check ra là đã mở lên tốc độ X3 rồi, thì đánh nó sẽ nhanh hơn rất nhiều anh em nhé. Tiết kiệm thời gian thì đáng kể đấy anh em ơi. Sau một thời gian cày cuốc chăm chỉ thì mình cũng đã vượt đến tầng 100 rồi. Nốt ải này là mình có thể hoàn thành được cái dòng nhiệm vụ ấy rồi anh em nhé. Đây quay trở lại là mình đã nhận thêm được một số phần quà này, có thành tựu luôn này, có kim cương là cái gì? Câu trả lời vẫn chưa có cái gì ngon cả anh em ạ. Và 5 thùng bia, đấy mình đoán y như rằng mà. À, mình thấy có đổi belly 2 lần là được một xu may mắn. Mình nhận thưởng luôn anh em ạ. Và với một xu may mắn này mình sẽ vào vòng quay để mình x1 anh em nhá. Mình có 4 xu mà. Anh em đừng đùa nhá, bởi vì xả xong 4 cái xu này là mình sẽ có thêm được 40 điểm. Và mình nhớ là ở trong shop cỏ 4 lá này lúc nãy là mình có 460 điểm cộng thêm 40 điểm ấy nữa là mình hoàn toàn có thể sở hữu được 5 thùng bia. Và 5 thùng bia cộng thêm 7 là 12, tiếp tục là x10 thêm được một phát nữa rồi anh em. Trời ơi, không có Acerberus kìa. Nhưng mà mình cũng đã tích lũy được 140/150 lần rồi anh em ơi. Chỉ còn đúng 10 lần nữa thôi là mình hoàn toàn có thể sở hữu được một em Acerberus nữa và nâng cấp cho Acerberus của mình lên 9 sao anh em nhá. Nhưng mà có lẽ là đến ngày hôm nay thì mình cũng đã cạn kiệt tài nguyên và hết tất cả những cái nhiệm vụ rồi. Hôm nay cũng hơi thất vọng một tí bởi vì cứ tưởng là lấy cái trái Meranomi để dễ dàng cho Acerberus của mình. Nhưng mà không anh em ạ, hơi khó, chỉ nâng cấp được cho Acerberus của mình lên level 180 thôi. Nhưng bên cạnh đó cũng có một chút động viên là mình đã sở hữu được Yonko xanh, tứ hoàng cực kỳ là mạnh mẽ anh em nhá. Với sự kết hợp của Acerberus với cả tứ hoàng xanh thì đội hình của mình cũng đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Và anh em nhớ ấn đăng ký kênh để đón xem mình có thể nâng cấp được Acerberus lên 9 sao anh em nhé.